Chào mọi người, hiện tại trên tay mình đang cầm là cái cụm sạc của con Nokia 8. Trong quá trình mình xài mà nó chuyển sạc nó lỗi giống như là không nhận sạc, hoặc sạc lúc nhận lúc không, hoặc là nhận sạc không vô pin, thì có thể là cụm sạc của mình lỗi. Hiện tại cụm sạc này bên mình đang có sẵn hàng. Cái thời gian khai cụm sạc này tầm khoảng 1 tiếng, thì mọi người có thể chờ lấy máy luôn, hoặc là các bạn ở xa không có điều kiện mà đến thay thì mình sẽ bán linh kiện đem về. Thì các bạn cứ liên hệ cái số điện thoại bên trên, tụi mình sẽ tư vấn và gửi hàng cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip.